thoát nạn cưỡng hiếp nhờ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát đã cứu tôi rất nhiều lần và lần thoát tim nhất, ly kỳ nhất là một lần tôi bị lọt vào bẫy của một gá bậm trợn, âm hiểm. Bồ Tát đã cứu tôi ra khỏi tay hắn một cách khó tin. Đó là ngày 12 tháng 1 năm 2016, tôi theo chân những người cùng quê đến cửa khẩu Lạng Sơn. Chắc ai ở Hà Tây đều biết bao nhiêu năm nay mọi người đều qua Trung Quốc làm rất đông. Tôi thấy nhiều người đi cũng đã đổi đời, kinh tế khấm khá. Tôi cũng đi với niềm mong ước đó. Nhưng chỉ còn vài bước chân nữa là qua biên giới thì tôi bỗng đau bụng dữ dội, quặn thắt từng cơn. Mọi người bảo thôi về đi, chứ đâu thế này mà sang đấy mà có chuyện gì thì nguy hiểm. Thế là tôi đành ngậm ngùi bắt xe về Hà Nội. Đến bến xe Mỹ Đình lúc 8 giờ tối thì không còn xe nào về Hà Tây. Buồn vì lỡ việc thì ít mà lo lắng không biết đêm này mình ra sao thì nhiều. Bởi lúc đi chủ đoàn nói sang Trung Quốc họ lo cho đầy đủ nên không cần mang theo nhiều tiền. Nên sau khi bắt xe về đến Hà Nội thì trong túi tôi chỉ còn đúng 80 ngàn. Thấy mệt và say xe vì đi đường dài. Nghĩ không thể bơ giờ thế này cả đêm ở bến xe được tôi đành bấm bụng ghé vào một nhà nghỉ gần đó mong họ cho một chút cảm thông để tá túc nhờ đêm nay tôi nói với ông chủ nhà nghỉ em bị lỡ việc giờ lại không còn xe về quê anh có thể cho em ở nhờ được không ạ à? ông chủ đầu trọc lóc mặt bậm trợn dáng người cao to nhìn tôi từ đầu tới chân rồi nói Thôi được rồi Cho vô ngủ với bà giúp việc Tôi đồng ý và cảm ơn ông ta Ánh mắt ông ta hắt ra một tia nhìn âm hiểm Khiến tôi thoáng sợ hãi Nhưng sau khi nghe ngủ chung với bà giúp việc Thì tôi cũng yên tâm được phần nào Khoảng 9 giờ tối Bà giúp việc bảo tôi qua phòng bên kia ngủ Họ bảo thì tôi qua thôi nghĩ chắc họ dư phòng nên để cho tôi một phòng chăng? Tôi vừa bước vào thì cánh cửa bỗng đóng lại. Tôi giật mình, dội quay lại. Thì ra đó là ông chủ nhà nghỉ. Hắn khóa trái cửa phòng lại, dắt một con dao to ngay trước cửa. Tôi hoàn toàn không nói được gì. Thì bỗng hắn lên tiếng với một giọng đê tiện anh em mình ngủ với nhau tí nhé tôi lắp bóc trong sợ hãi không không anh ạ à. hắn bắt đầu nịnh nọt tôi anh em mình làm tí không việc gì đâu mai em xem công việc thế nào không được thì ở đây làm với anh tôi cố gắng lấy bình tĩnh giả vờ nói Th thôi được rồi mà, mai em chịu anh Giờ anh để em nghỉ Cho hôm nay đỡ mệt cái đã Rồi anh xem Mai có việc thì thì anh cho em làm Hắn đâu có dễ bị lừa Liền gạt đi Nhanh nhậu đáp Không Giờ anh em mình làm tí đã Như con thu hoàng háo đói Hắn cởi phăng hết quần áo ra Rồi tiến lại gần tôi tôi hoảng sợ đến tột độ tôi đã rơi vào cái bẫy của hắn không còn lối thoát nào nữa đừng nói đến thanh danh ngay cả mạng tôi cũng không chắc là giữ được trong lúc nguy cấp cùng cực tôi bỗng nhớ đến một đoạn trong kinh phổ môn có dạy rằng nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não Nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thì xem xét tiếng tâm kia đều được giải thoát. Vậy là tôi ra sức niệm thầm trong tâm. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, mẹ Quán Âm Bồ Tát cứu con, mẹ Quán Âm Bồ Tát cứu con. Rồi nhắm mắt chờ bàn tay số phận định đoạt. Một phút hai phút rồi mười phút trôi qua thật kỳ lạ hắn vẫn chưa làm gì được tôi chân tay hắn chẳng biết thế nào mà chỉ quờ quạng một cách yếu ớt đôi mắt hắn lộ vẻ mệt mỏi và đờ đẫn thấy vậy tôi càng tha thiết niệm danh hiệu quán thế âm bồ tát đồng thời kiên cường thủ thế phải nói rằng câu niệm hồng danh nam mô đại bi quán thế âm bồ tát linh ứng không thể tưởng tượng nổi hắn một gã đàn ông lực lưỡng hung bạo với thú tính đang bạo phát hừng hực còn tôi một phụ nữ chân yếu tay mềm toàn thân đang run rẩy không còn giữ được chút bình tĩnh nào vậy mà hắn loay quay mãi không thể làm gì được tôi không biết thần thông của quán thế âm bồ tát tác động như thế nào khiến hắn đột nhiên trở nên yếu xìu càng lúc càng chậm chạp dần mặt hắn cứ đờ ra mắt chíp lại dần dần không lẽ hắn buồn ngủ vào lúc tưng bừng như thế này mà hắn lại buồn ngủ được sao ấy thế mà hắn ngủ thật cố gắng thêm một chút với những động tác đờ đẫn mang tính chất minh họa là chính hắn lăn ra đó ngủ một cách ngon lành cứ như bị người ta chụp thuốc mê vậy thế vậy tôi vui mừng không sao tả hết được nhưng vẫn còn sợ toàn thân run lập cập nên tôi chỉ biết ngồi một góc ra sức niệm liên tục nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát cầu xin người cứu tôi cứ thế niệm suốt đêm thỉnh thoảng hắn thức giấc rồi quay qua nhìn tôi có lẽ dục tính của hắn đang cố gắng chiến đấu kịch liệt với cơn buồn ngủ cuối cùng ánh mắt hắn lộ vẻ bất lực rồi lại lăn ra ngủ đến năm giờ sáng hắn thức dậy xem đồng hồ rồi quể quải bảo tôi Thôi, cho em về. Hắn lờ đờ bước đến cánh cửa, rút con dao và mở cửa ra. Tôi chạy đi thẳng, không dám quay đầu lại. Chuyện này trước giờ tôi không dám kể với ai, bởi nói ra nếu một người không có tính tâm vào Phật Pháp, có lẽ họ cho rằng tôi bị thần kinh bởi làm gì có chuyện nam nữ ở chung phòng cả đêm mà tôi lại không bị gì các bạn biết đó ở bến xe dân tình rất phức tạp nhất là lại là chủ nhà nghỉ thì cũng không phải dạng dừa tôi như con cá nằm trên thớt hắn thì to con bặm trợn lại trên địa bàn của hắn số phận tôi khi ấy mười phần thì chín phần nguy nan Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh bởi hình ảnh con dao trắng ngang ở cửa. Đêm ấy nếu chẳng phải nhờ phép màu của Bồ Tát, biết đâu tôi đã được ghi tên trong hồ sơ một vụ án cưỡng hiếp giết người nào đó. Thậm chí nếu hắn phi tan một cách khéo léo, có khi tôi còn bị chết mất xác không ai tìm ra. Chuyện đó vẫn thường xảy ra mà biết đâu được. Nhờ niệm danh hiệu Bồ Tát mà xuất hiện một thần lực vô hình cản trở hắn, khóa hắn lại bằng cơn buồn ngủ bất chợt, khiến tôi vẫn bình an, chẳng mất cộng long nào. Phật Pháp quá di diệu phải không các bạn? Lời Đức Phật dạy trong kinh điển là chân lý vĩnh hằng, dù chỉ là một câu, một từ thôi, đều chẳng phải hư dối. Ngày ấy làm gì tôi đã biết đến chú Đại Bi và siêng năng trì tụng như bây giờ. Vậy mà nhờ may mắn nhớ được một câu trong kinh phổ môn mà tôi được thoát nạn. Tận thâm tâm, tôi luôn biết ơn Bồ Tát đã cứu tôi rất nhiều lần. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát người là bến bờ giải thoát cứu vớt chúng sinh ra khỏi trầm luân khổ đau tâm tối con xin đem hết lòng thành kính xin quy y người con xin đem vô lượng kiếp lễ kính người nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện nhờ chú đại bi mà khỏi bệnh diêm tử cung và ho ra máu trên trang và gửi lời chúc đến tôi. Nguyện cho tất cả mọi người đều tin thọ Phật Pháp, biết quý trọng sinh mạng, đoạn trừ sát sanh, dứt ác hành thiện, đều ngộ ra giáo lý của Đức Phật, cùng tu tập tinh tấn để sớm chứng Bồ Đề, thoát khỏi mọi khổ đau của thế gian này. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông Thành Đạt Media, vui lòng không sao chép với mọi hình thức. 100% có thật ở Bến Tre, niệm Phật giúp cha bình phục đột quỵ, rất linh, chuyện Phật giáo đêm khuya. Hôm đó cha tôi bất ngờ bị đột quỵ, cả nhà tôi lập tức cuốn cuồng đưa ông vào bệnh viện, ca 120 tiền gian. Tôi còn nhớ đó là ngày 13 tháng 2 năm 2019. Do tôi là con nuôi thôi, nhưng tình cảm cha mẹ dành cho tôi thì không khác gì con ruột, và tôi cũng vậy. Cha nuôi tôi tên là Nguyễn Thành Đức, ở Giao Long, Giao Hòa, Bến Tre. Khi đưa vào cấp cứu thì cha khỏe lại, nhưng bác sĩ không tìm được nguyên nhân là ông bị đột quỵ do bệnh tim hay do bệnh phổi nên bác sĩ chưa cho xuất viện và yêu cầu ở lại để theo dõi. Tuy cha tôi đã khỏe hơn, nhưng ông nói có cảm giác là lần này sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Mẹ nuôi tôi mới khuyên ông nên niệm Phật. Đến trưa 14 âm lịch thì ông tự nhiên ngưng thở. Bác sĩ phải hồi sức đủ cách mà chỉ số nhịp tim dẫn dưới 20. Trong lúc cha được hồi sức, thì ở ngoài mẹ vẫn bình tĩnh niệm danh hiệu phật hồi hướng công đức cho cha mười phút sau ông có nhịp tim lại và đi vào hôn mê sâu cả nhà lo lắng quá mới tức tốc đưa lên bệnh viện trên sài gòn bác sĩ ở bệnh viện mỹ tho nói rằng nếu có đưa lên sài gòn thì từ thành phố mỹ tho lên sợ chưa tới long an là ông đã đi rồi nhưng do nội ngoại hai bên xót con nên vẫn muốn đưa cha lên sài gòn trên đường đi mẹ vừa bóp bóng khí cho cha vừa ghé vào tai cha niệm phật cho ông nghe bảo ông không được đi như vậy nếu cha hết duyên kiếp này thì hãy đi theo ánh sáng phía trước nơi có đức phật a di đà tiếp dẫn còn nếu còn duyên thì trong tâm thức hãy niệm phật theo mẹ cứ như vậy cho đến khi cha đến bệnh viện trên Sài Gòn. Đến Sài Gòn thì bác sĩ bảo cha tôi chỉ còn khoảng 30% sự sống, đã vượt quá giờ vàng và hôn mê sâu lắm rồi. Mọi người vào thăm hỏi, ai cũng khóc. Chỉ có mẹ và tôi bình tĩnh và khuyên mọi người không nên khóc, mà hãy cùng nhau niệm Phật làm việc thiện hồi hướng cho cha nếu số kiếp đã tận thì mong cha nhờ vào trợ duyên niệm phật mà ra đi thanh thản và mẹ cũng sẵn sàng tinh thần chuẩn bị dọn nhà cửa để lo hậu sự cho ông vậy là cả nhà cùng ra sức niệm phật nhất là mẹ tôi mẹ niệm tha thiết chí thành không biết mệt cứ thế cho đến sáng hôm sau thật bất ngờ khi dạo lao người cho cha thì cha đã tỉnh lại, rất tỉnh táo, mắt có thần, da dẻ hồng hào, chỉ có điều do nhiều ngày nằm viện không ăn gì nên có hơi ốm đi thôi. Tạ ơn chư Phật gia hộ mà cha tôi đã dần dần hồi phục. Lần đầu tiên từ lúc đưa cha vào bệnh viện đến khi cha tỉnh hẳn, mẹ tôi mới khóc. Mẹ khóc vì cha hôn mê nhưng vẫn nghe được danh hiệu a di đà phật mà trở về với chúng tôi tôi mới trong diện về đến nhà lên mạng để cảm tạ mọi người đã cùng nhau niệm phật hồi hướng cho cha tôi trì niệm quan âm bồ tát chồng liền hết bệnh ở việt nam nói riêng và những nước á đông nói chung luôn có rất nhiều người dù là phật tử hay chẳng phải phật tử song vẫn có một lòng tin tưởng vào danh hiệu quán thế âm bồ tát hễ gặp hoạn nạn là lập tức xưng niệm có thể do được cha mẹ khuyên dạy cũng có thể do tập quán của cộng đồng song đa phần chỉ là nghe người khác kể lại mà tin chứ không có một niềm tin sâu chắc. Với tôi thì khác, tôi đã tự mình thể nghiệm và có một kinh nghiệm quý báu, có lẽ đến khi chết cũng không thể quên. Tôi tên Thanh Quyền, năm nay 30 tuổi. Hiện tại tôi cùng chồng và con gái đang sống ở Hà Nội. Tôi bắt đầu ăn chay niệm Phật từ năm 2012, khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, không hiểu nhân duyên gì nhưng tôi dám chắc là mình đã có thiện căn với Phật đạo. Tôi biết pháp môn niệm Phật và hành trì từ đó tới giờ không ngừng nghỉ ngày nào. Càng hành trì, tôi lại càng cảm thấy có nhiều điều vi diệu không thể nghĩ bàn. Và lần đáng nhớ nhất vừa mới đây thôi là một lần khiến tôi và chồng tôi được phen hú vía. Chuyện là như thế này. Ngày lễ 30 tháng 4 năm 2020 vừa rồi, cả gia đình tôi về quê nghỉ lễ 4 ngày tại Nam Định. Cũng như mọi gia đình khác, chúng tôi mong muốn có những phút giây quay quần vui vẻ, đầm ấm bên gia đình bè bạn. Sống ở Hà Nội, ít có cơ hội tiếp xúc với anh em bạn bè ở quê, nên khi được nghỉ lễ về, chồng tôi vui lắm. Anh bình thường rất ít khi đụng tới chén rượu, nhưng lần do lâu ngày không gặp mặt lại là chỗ thân tình, anh uống rất nhiều. Thường chồng tôi say rượu, anh chỉ ngủ một giấc là khỏe lại. Vậy mà hôm nay anh trằn trọc khó ngủ, lăn qua lộn lại. Thở khò khè rất khó chịu. Mùi rượu bia phả ra từ miệng khiến tôi cũng khó chịu lây. Tôi nghĩ thôi kệ, lát là ngủ được nên cũng không để ý lắm, cứ để mặt anh nằm đó. Nhưng linh tính mắt tôi có gì đó không ổn quả đúng như vậy lát sau anh kêu đau bụng và lưng làm cách nào cũng không được mà chồng tôi vốn bị bệnh sỏi thận trước kia từng bị đau quặn thận phải đi bệnh viện cấp cứu mới đỡ tôi bắt đầu lo lắng đến lúc không thể chịu được nữa anh ấy nói giọng rất thều thào yếu ớt như người sắp hết hơi em ơi em em ơi đau quá đau quá anh đau quá rồi đưa anh đi bệnh viện không anh chết mất tôi nghe xong tâm thần phát quản mặt cắt không còn giọt máu tay chân rung lẩy bẩy miệng lấp ba lấp bắp sao anh giờ giờ là một giờ sáng mụn thế này Lấy ai mà đưa anh đi bệnh viện đây Tôi bắt đầu rối trí Tóc tai bù xù hết cả lên Lật đật gọi điện cho anh trai Tới chở chồng vào bệnh viện Khuôn mặt chồng tôi bắt đầu đổi sắc Lúc tím tái Lúc thì đỏ ao lên Không cần nói Ai nhìn cũng thất kinh Nếu nhìn thấy mặt anh lúc đó trong lúc quảng sợ tột độ, không hiểu do Phật lực gia trì hay như thế nào mà tôi sực nhớ ra danh hiệu quán âm mà mình vẫn thường hay trì tụng. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tôi vừa xoa bụng chồng, vừa niệm lớn danh hiệu Bồ Tát Quán Âm mà lúc ấy tôi niệm nhiếp tâm một cách mạnh mẽ, khác hẳn bình thường y như là tiếng con thơ gọi mẹ khẩn thiết mười phút trôi qua chồng tôi dần đỡ hơn mặt không còn biến sắc nữa thêm mười lăm phút sau anh trai tôi đến nơi sẵn sàng chở đi bệnh viện cấp cứu bỗng dưng chồng tôi bảo anh khỏi đau rồi không cần đi viện nữa đâu mọi người đều ngạc nhiên Riêng tôi thì thấy thật di diệu. Nhưng tôi vẫn nhờ anh trai ngủ lại đêm hôm đó vì sợ lỡ chồng tôi lại đau tiếp. Lỡ có chuyện gì thì tôi sẽ ân hận cả đời. Anh nằm xuống và bắt đầu thiếp ngủ đi. Miệng cũng lẩm nhẩm cái gì đó mà tôi nghe không rõ. Tôi gần như thức trắng đêm. Đến sáng mới chợp mắt được một chút sáng hôm sau khi nói chuyện chồng tôi bảo lúc đó anh cũng niệm thầm cả danh hiệu phật a di đà và danh hiệu quán âm bồ tát và anh cảm nhận rõ rệt cơn đau dịu dần sau khi niệm qua lần cảm ứng đó chồng tôi tin sâu phật pháp hơn và phát nguyện bỏ hẳn rượu bia còn bản thân tôi lần đầu tiên được sự gia trì và cảm ứng ngay tức khắc như vậy không còn điều gì có thể làm tôi xoay chuyển lòng tin với phật pháp và pháp môn niệm phật nữa dù có bị xô vào hầm lửa lớn hay ai có nói gì tôi vẫn tin tưởng vào mẹ quan âm mong rằng qua câu chuyện này của tôi, các bạn sẽ càng có niềm tin mạnh mẽ hơn vào Phật pháp, Tình sâu nhân quả, luôn nhớ đến danh hiệu ngài Quan Âm mà tụng niệm để được thoát khổ, được giải thoát, đúng theo lời kinh Phổ Môn. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông Thành Đạt Media, vui lòng không sao chép với mọi hình thức. những chuyện linh ứng về tượng phật tượng bồ tát chuyện thứ nhất chỉ cần một lần lễ bái tượng địa tạng bồ tát có vào địa ngục cũng được cứu mùa hạ năm trước tôi đưa mẫu thân đến miền trung thăm người em mấy năm không gặp vừa bước vào gian giữa thay nhà có thờ hai thánh tượng bồ tát địa tạng đèn nhang nghi ngút trông hết sức trang nghiêm và thanh tịnh tôi chấp tay xá đúng lúc dì đang lễ phật chờ dì lễ xong ngồi xuống ghế đâu vào đó tôi cung kính thưa thưa dì dì quay về nương tựa tam bảo bao lâu rồi dì cười hết sức sảng khoái thật cảm tạ sự gia hộ của mười phương chư phật bồ tát nếu không có duyên với tam bảo dì bị đọa vào địa ngục rồi tôi không hiểu ý gì muốn nói lòng đầy nghi vấn thưa hỏi là nhân duyên gì vì sao vì phát tâm quay về nương tựa tam bảo không ngờ có mấy năm không gặp vì có nhiều thay đổi đến vậy vì nhìn chăm chăm thánh tượng bồ tát hồi tưởng mấy năm trước vì tới thăm nhà một người bạn cũ thấy có thờ thánh tượng bồ tát địa tạng nhìn tôn tượng bỗng nhiên lòng dị quan hỷ vô cùng không hiểu động lực nào khiến dì chấp tay xá rồi sau khi ra về cũng không còn nhớ việc này giờ nghĩ hối hận vô cùng trước đó bất luận ngày lễ gì dì, dì cũng viết rất nhiều súc vật để cúng tế ngày 23 tháng 3 âm lịch hai năm trước nhân ngày thị hiện của thánh mẫu ma tổ nhà nhà đều viết súc vật cúng tế nhà gì là nhà giàu có tiếng trong vùng lại là tín đồ kiền thành của ma tổ đương nhiên là giết nhiều gà vịt để cúng tế hơn các nhà khác dì làm hai chục mâm cổ mời bạn bè tới nhà ăn uống nhậu nhẹt ca hát dù mình che lấp dì cứ ngỡ như vậy là hãnh diện và công đức nhiều lắm lại nghĩ mình khuyến quá nhiều người tin ma tổ như vậy nhất định sẽ được ma tổ gia hộ. Ăn uống no say, hơn 8 giờ mọi người ra về hết, vì chiêu đãi khách, chạy lên chạy xuống, bận rộn cả ngày, hết sức mệt mỏi. Khách vừa về, dì bảo người ở lấy nước nóng cho đi tắm rồi lên giường nằm nghỉ. Nhưng không hiểu sao, nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể chợp mắt. Đêm khuya tỉnh mịch bỗng mưa gió ầm ầm vì cảm thấy rần rợn trong người vì ngửi thấy trong phòng đầy mùi máu tanh lại nghe tiếng gà tiếng vịt kêu la khó chịu muốn ói hơi thở khó khăn muốn gọi nhưng không gọi được toàn thân cứng đờ vì ngất liệm đi lúc nào không biết sáng sớm hôm sau tỉnh lại toàn thân đau buốt tay chân nhấc không nổi cử động không được, hai mắt thâm quần mặt mày xanh xao, bệnh nặng phát khởi, nằm mê man, hơi thở yếu dần. trong mê gì thấy mình đến một nơi rất sâu, tối tăm không gì sánh được, vì sợ hãi quảng hốt kêu cứu. bỗng phía trên xuất hiện một ánh sáng chiếu thẳng đến thân, giúp gì hết sợ hãi, an ổn vô cùng một vị tăng dùng mạo như trăng tròn đắp ca sa đi ra từ ánh sáng đó vị ấy đưa tay kéo vị lên vị được cứu thoát vị đi theo thầy đến một nơi rộng rãi sáng sủa thầy nhẹ nhàng nói bần tăng là địa tạng bồ tát mà mấy năm trước con lễ bái ở nhà bạn con đó vì con giết hại quá nhiều sinh mạng do đó chúng đến đòi bằng mọi giá cũng không chịu buông tha. Nhất định sau khi chết, con sẽ bị đọa vào địa ngục, thọ khổ vô lượng. Xong nhờ một niệm chí thành, sinh tâm quan hỷ khi chiêm ngưỡng hình tượng thầy, được miễn tội địa ngục, khỏi chịu khổ báo. Hiện tại nghiệp xấu ác trong con vẫn còn. Từ đây về sau, nên chí thành sám hối, phát nguyện làm mới, tuyệt đối không được sát sanh nữa. Thương yêu bảo hộ chúng sanh, thường xuyên bố thí, làm thiện tích chứa phước đức. Nói xong người liền ẩn mất. Tỉnh dậy vì vẫn còn nhớ như in những chuyện xảy ra trong giấc mộng, kể lại cho cả nhà nghe. Mọi người bán tính bán nghi, không biết là giả hay thật. Nhưng thấy bệnh của dì khởi sắc rõ rệt, dì đã trở về từ cõi chết có thể nói đây là kỳ tích. Vì đến chùa đánh lễ, xin quay về nương tựa tam bảo, thỉnh thánh tượng Bồ Tát về thờ phụng cúng dường. Sáng sớm mỗi ngày đều trì niệm danh hiệu Bồ Tát. Buổi tối, kiền thành tụng một quyển kinh địa tạng Bồ Tát bổ nguyện, hồi hướng công đức cho những sinh linh bị dị giết từ vô lượng kiếp đến nay nguyện cho chúng được nghiệp chướng tiêu trừ, quá giải lòng thù hận, sớm chuyển sinh về đường lành. Cũng từ đó, vì không nuôi rút vật và giết hại sanh linh nữa. Vì thường xuyên cúng dường tam bảo, nghe Phật Pháp, ấn tặng kinh sách Phật giáo, rộng kết duyên Phật, không làm các việc ác, chăm làm các điều lành, khéo léo khuyên người, hồi đầu làm thiện cả gia đình đều sống trong tình thương yêu, hòa nhã vui vẻ. Mọi người được chọn là gia đình văn hóa. Mọi người xung quanh không ai không hâm mộ và học tập theo. Vì hết sức hạnh phúc, tuy vẫn chưa phai lòng hổ thẹn. Đến đây dì quá vui mừng, nói không ra lời nữa. Tôi nghe những chuyện dì trải qua cùng hiển mộng khuyên người không giết hại của Bồ Tát Địa Tạng liền sinh khởi tâm tôn kính Bồ Tát sợ hãi sát sinh trở về tôi khuyến quá gia đình và hàng xóm không được sát sinh cúng tế bằng không sẽ bị những sinh linh mình giết đến đòi mạng nhất định mình sẽ đọa vào ba đường xấu ác không kết duyên lành với Phật pháp làm sao mình biết cầu Bồ Tát địa tạng đến giải cứu chuyện thứ hai địa ngục dị không thệ bất thành phật vào triều nhà đường có một ngôi chùa hiệu là khai thiện tự ở núi trung sơn trong chùa ấy có một pho tượng địa tạng rất xưa nên không biết ai tạo đem cúng vào đó sau quan đô đốc xứ dương châu tên là đặng tông bị lâm bệnh mà từ trần nhưng nơi ngực của ông còn hơi nóng nên gia quyến trong nhà chưa khởi cuộc tẩm liệm. Qua ngày sau, Hoàng Đô Đốc dùng sống lại, chỉ khóc mà không nói một lời chi cả. Chừng một lúc, trong mình thật khỏe lại như thường, ông bèn bảo con cháu dắt ông đi đến chùa khai thiện tự. Rồi ông bạch hỏi một vị tăng trưởng rằng, ở trong chùa của thầy đây có thờ pho tượng địa tạng bồ tát nào cao chừng ba thước không tôi muốn xin vào đánh lễ cúng dường vị tăng trưởng bèn bảo người dắt quan đô đốc đến chỗ thờ đức địa tạng thì ông lễ lạy vừa xong rồi bạch xin cho ông thỉnh tượng ấy về nhà để thờ vị tăng trưởng hỏi duyên cớ thì quan đô đốc tỏ vẻ cung kính mà đáp lại rằng Bạch thầy, khi tôi chết thì thấy một vị quan tứ phẩm dẫn tôi đến trước bệ rồng mà chầu lệnh diêm dương. Ngài liền phán rằng, người chưa đến số chết phải sớm trở về dương gian. Nhưng những kẻ ở dương thế không khi nào thấy được sự trừng phạt giữa chốn âm ty này. Này người có dịp tới đây thì ta cho phép ngươi đi xem các địa ngục cho biết. Diêm Dương truyền lệnh đòi một vị quan mặc áo rộng màu xanh đến, rồi bảo tôi đi theo ông quan ấy ra khỏi điện, thẳng qua phía đông bắc, vừa được năm sáu dặm đường, gặp một cái thành mà vách bằng sắt. Bỗng nhiên tôi thấy trong thành ấy lửa cháy lên đỏ rực cả bốn phía, làm cho trăm ngàn tội nhân trong ấy chịu khổ một cách rất thảm thiết. Khi ấy tôi thấy có một vị sa môn, tướng mạo đoan trang, ra vẻ một người từ bi khoan hậu, đi ngay vào trong ngục mà giáo hóa và an ủi các tội nhân. Thì ngọn lửa kia đang cháy dữ lại dần dần tắt mất. Tôi xem rồi bèn rảo bước tới một cái thành khác cũng dách bằng sắt, trong thành có 18 cái ngục. Tội nhân ở trong đó cũng chịu nhiều hình phạt rất thống khổ nhưng cũng có một vị sa môn kia tới dạy dỗ và an ủi như tôi đã thấy ở nơi ngục trước vậy. Tôi đều có đi xem các cửa ngục cả. Đến chừng tôi tính quay gót mà về thì vị sa môn ấy bước tới mà hỏi tôi rằng: "Ngươi biết ta chăng?" Tôi đáp lại rằng: "Bạch thầy, tôi không được biết thầy." Vị sa môn ấy nói rằng: Ta đây là địa tạng Bồ Tát. Hồi xưa trí Pháp là đệ tử của trí tạng Pháp Sư, có tạo tượng của ta để thờ trong chùa khai thiện tự. Ta đây thường cứu độ chúng sanh đương chịu khổ, nơi chốn tam độ nên mỗi ngày ta đi khắp trong 18 cái ngục lớn và vô số ngục nhỏ mà dạy bảo và an ủi những tội nhân bị hành hạ nơi các chốn ấy. Tôi quan sát thấy vị sa môn ấy toàn thân đều sáng rực, trang nghiêm đẹp đẽ lạ thường. Được một lát thì ngài biến mất. Này tôi đến chùa thấy được pho tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát, quả thiệt y như tôi đã thấy vị sa môn kia vậy, nên tôi muốn thỉnh về nhà thờ phượng cúng dường. Vị tăng trưởng nghe quan đô đốc Đặng Tông vừa nói dứt lời thì ngài quan hỷ tán tháng và bảo ông lấy kiểu tượng Đức Phật Địa Tạng mà vẽ ra hay là tạo cốt tự ý ông chớ không cho ông ấy thỉnh tượng. Hoàng Đồ Đốc nghe vị tăng trưởng nói như vậy, bèn mướn một người thợ thiệt khéo đến vẽ bức tượng Đức Địa Tạng rồi đem về nhà để thờ phụng rất long trọng. Chuyện thứ ba, hai bức tượng Phật. Thích Huệ Cảnh người truy châu xuất gia tu ở chùa ngộ chân sau khi thế phát sư gắn công khai với khổ hạnh lòng mến cảnh tịnh độ sư tạo hai tượng phật thích ca và phật a di đà hằng lễ bái cúng dường đến lúc sáu mươi bảy tuổi ngày ngày rằm tháng giêng quệ cánh nằm mộng thấy một vị sa môn thân sắc vàng rồng bảo ngài người muốn thấy phật và cảnh tịnh độ chăng đáp Thưa, từ lâu rồi tôi rất ước mong được chiêm ngưỡng. Sa môn trao cho bác và bảo Hãy nhìn vào trong bác. Huệ cảnh tiếp lấy và nhìn vào bỗng như lạc tới cõi khác thấy cảnh tịnh độ rộng rãi trang nghiêm các thứ báo đẹp lạ đất toàn bằng vàng rồng đường xá có dây vàng làm ranh giới cùng điện lậu cát trùng điệp không cùng tận. Trong đó, các thiên đồng vui vẻ nhàn du. Chúng Bồ Tát, Thanh Văn, đông như mây, rộng như biển, hội lại dây quanh Đức Thế Tôn mà nghe thuyết pháp. Lúc đó, Huệ Cảnh thấy vị Sa Môn đi trước, mình nối gót theo sau, lần tới chỗ Phật. Đến nơi, vị Sa Môn bỗng biến mất. Huệ Cảnh chắp tay, đứng trước Kim Dung, bỗng nghe Phật hỏi Người có biết vì sao môn dẫn đường đó chăng? Đáp Bạch Thế Tôn, con không được biết Đấng từ tôn bảo Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni Còn ta là Phật A-di-đà Hai vị mà ngươi đã tạo tượng Phật Thích Ca như ông cha Ta như bà mẹ Chúng sinh ở thế giới ta bà như con khờ dại thơ ngay, lầm rớt xuống bùn lầy. Cha vào nơi bùn sâu bồng con lên, để trên bờ cao ráo sạch sẽ. Mẹ lại ôm con nuôi nấng, dạy bảo đừng nên trở lại chốn bùn nhơ. Chúng ta cũng như thế. Phật Thích Ca dạy dỗ chúng sinh mê tối trước ác ở cõi ta bà, làm dĩ mở đường dẫn lối về nơi tịnh độ. Còn ta ở cõi tịnh độ Còn bổn phận nhiếp quá Khiến cho các chúng sinh ấy Không còn luân hồi thối chuyển Quệ cảnh nghe nói vui mừng khấp khởi Muốn đến gần tham bái Đức Thế Tôn Nhưng cảnh tượng bỗng biến mất Tỉnh giấc Sư cảm thấy thân tâm an vui Như vào thiền định từ đó, sư càng tin tưởng sự cúng lễ tượng của hai đức như lai. Một hôm, Huệ Cảnh lại mộng thấy vị sa môn khi trước bảo. Hai mươi năm sau, người sẽ sinh về tịnh độ. Nghe lời ấy, ngày đêm sư lại thêm tinh tấn tu hành, không khi nào biến trễ. Đến năm tám mươi chín tuổi, một hôm nọ, Huệ Cảnh từ giả đại chúng, rồi an nhiên giảng sanh. Đang lúc ấy có một vị tăng ở phòng bên, nằm mộng thấy trăm ngàn thánh chúng từ phương Tây đến rước sư đi. Trên hư không, tiếng âm nhạc dịu dặt, rồi xa nhỏ lần, nhiều người khác cũng được nghe biết. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông Thành Đạt Media, vui lòng không sao chép với mọi hình thức. Niệm Phật thoát chết vì điện giật Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phật ơi, cứu con." Từng tiếng từng chữ thoát ra khỏi miệng của Nhiên, đầy gấp gáp và hốt hoảng. Đó không còn là tiếng niệm Phật trong sự tĩnh tại của tâm trí, mà là tiếng thét trong sự sợ hãi tột cùng. Lúc này, Nhiên chỉ còn biết trông chờ vào đức Phật mong mỏi ngày cứu mình qua khỏi cơn điện giật kinh hoàng cả nhà và cả làng cô đều không thể nào quên được vụ việc này họ cho rằng nó có một không hai vô cùng hi hữu đúng là kỳ tích thật sự thần kỳ mầu nhiệm bản thân nhiên cũng thấy rằng nếu không nhờ ân đức của tam bảo có lẽ giờ này cô đã mộ yên mã đẹp ở trên một bãi cỏ xanh nào đó quanh làng. Tên đầy đủ của cô là Nguyễn Thị Ngọc Nhiên, sinh năm 1992, có pháp danh là Nguyên Hằng. Cả gia đình Nhiên sống tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Căn nhà nơi gia đình cô cư trú nằm ngay sát bên một con mương. Khi Nhiên đứng cạnh sát bờ tường nhà, thì lúc nào nước mương cũng tràn lên ngập đến chân căn nhà của gia đình cũng đã cũ kỹ theo thời gian đường điện nước trong nhà khá thô sơ và có phần nguy hiểm được ba mẹ nhiên thiết kế rất chủ quan thậm chí có thể nói là vô cùng cẩu thả sáng sáng nhiên dậy sớm giặt quần áo cho cả nhà vì đường điện nhà cô loằng ngoằng và rối rắm nên công đoạn sử dụng khá thủ công muốn giặt được quần áo thì đầu tiên nhiên phải bơm mô tơ nước súc ống bông hơi nước xong lại sửa một chút cái dây điện gắn liền với mô tơ thì mới có nước chảy ổ cắm và dây điện của mô tơ nước nằm tơ hơ bên ngoài bờ tường cảnh sát con mương mưa thì ổ điện ướt Nắng thì nó khô. Dây điện chẳng hề có đầu phích cắm, cần sử dụng thì cứ cầm hai cái sợi dây điện đã được cắt hở ra lõi đồng ở đầu để chọc vào hai lỗ ổ điện, không phải lúc nào cũng khô ráo. Ngay tại chỗ đó, ngước lên phía trên có cột điện cao thế, nhìn xuống phía dưới là con mương nước lên láng nghe thôi đã thấy rợn cả người vì kiểu thiết kế đường điện thách thức lòng gan dạ của gia đình nhiên dây cây kiểu dây dở như thế ai cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra những vụ điện giật bất thình lình có thể xảy ra bất cứ lúc nào và điều gì đến cũng đã đến một ngày nọ nhiên cũng thực hiện đúng như những gì người nhà vẫn làm khi cần giặt quần áo chỉ khác là lần này không được may mắn như mọi khi. Hai cái lõi dây đồng, no đã cùng, không thể nối được với ổ điện. Làm nhiên phải nhọc công, vào nhà, đem con dao ra, gọt cái lớp vỏ nhựa bọc bên ngoài dây điện, cho hai cái đầu lõi dây đồng hở ra thêm thì mới cắm được vào. Hớt hờ hớt hải chạy vào lấy dao, rồi lại chạy ra, làm nhiên quên hạ cầu dao ngắt điện. Nhiên dội không mang cái dép, cứ thế chân đất đạp xuống chỗ nước mương lỏng bỏng. Một tay cầm con dao thái, một tay cầm ngay vào lõi dây đồng. a à! Một luồng điện với độ tê tái cực mạnh chạy xuyên qua cơ thể cô, từ tay chạy xuống toàn thân, khiến cô bị giật bắn một cái mà không thể dứt ra khỏi luồng điện đó dù tay đã cố buông dây điện ra, nhưng cứ như là bị nam châm hút chặt vào đó vậy. Nó khiến khắp cơ thể nhiên tê dại và dần cứng đờ. Càng ngày, cơ thể càng trở nên tê cứng, đau đớn. Nhìn cảm thấy như thần thức của mình đang rung rinh lơ lửng, dần trở nên rời rạc với thân xác. Kỳ lạ thay, người ta bị điện giật nếu không được cứu ngay thì cầm chắc cái chết. Hoặc có được cứu kịp thời thì mạng sống cũng ngàn cân treo sợi tóc. Đằng này, nhiên tuy vô cùng sợ hãi và hốt hoảng nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, biết rõ điều gì đang xảy ra. Nhiên bắt đầu sợ hãi tột độ, cô cố la hét thất thanh, cầu sự cứu giúp của những người xung quanh. Đen đuổi quá, Mọi ngày, rất nhiều người thường đi qua con mương này, mà sao hôm nay tuyệt nhiên chẳng có một ai? Nhìn đau khổ trong tuyệt vọng, nghĩ rằng thế là cầm chắc cái chết, cuộc đời của cô thế là kết thúc rồi. Bất giác nhìn lên bầu trời xanh trong, hướng về phía Tây, nhìn nhớ tới Phật A-di-đà. Có lẽ bởi cô là một Phật tử rất tôn kính tam bảo, nên trong lúc nguy nan như thế này mới khởi niệm nghĩ tới phật trong lòng nhiên xúc động mà hét lên những tiếng cầu cứu như muốn xé toạc cả bốn bề không gian nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật phật ơi cứu con một tiếng la hét cầu cứu thất thanh bằng những câu niệm phật chan chứa sự tha thiết của một cô gái đang đứng bên cửa tử chính sự tha thiết ấy như sợi dây kết nối với lòng bi mẫn của các vị cứu nhiên thoát khỏi cái chết trong gan tất thật màu nhiệm chỉ chưa đầy ba câu niệm phật bằng hết bổn tâm cung kính và thiết tha một dòng điện mạnh mẽ đang điên cuồng hút lấy nhiên bỗng nhiên bị vô hiệu hóa một cách khó hiểu cả cơ thể cô như được thả ra rơi thẳng xuống mương trong tư thế cứng như một khúc gỗ, nhưng lại không hề đau đớn chút nào. Nhìn rơi tỏm một cái Khi nước mương bắn tung tóe xung quanh. Cả người nhiên nằm trong dũng nước mương. Cái dây điện quỷ quái kia cũng rơi lu xuống đó. Nhìn hốt quảng nhận ra rằng nước dẫn điện có thể khiến cô bị giật thêm lần nữa. Nhưng có lẽ cầu chì đã cháy khi dây chạm nước nên không còn giật nữa hố oh vía yeah. khoảng trong giây lát ba của nhiên mới từ nhà lao ra như một tia chớp ngay khi nhận ra là nhiên bị điện giật trước khi ra tới mương ông dù qua dập cầu dao xuống rồi mới ra bế nhiên vào nhà cho người nhà gọi bác sĩ tư qua gấp hàng xóm xung quanh biết tin ai cũng tấp nập qua xem Ai cũng nghĩ con bé sẽ tím tái, ngộp thở hoặc bị sau đó rất nặng nề. Kiểu này phải cấp cứu ngay, không là nguy hiểm tính mạng. ấy thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nhưng chẳng bị làm sao. Cô thở bình thường, da dẻ vẫn thế, thậm chí chẳng còn chút cảm giác đau đớn nào. Ngoại trừ một vết lõm nhỏ xíu trên ngón tay, Nơi cái lõi dây điện trực tiếp tiếp xúc, mà kỳ lạ là nó cũng chẳng hề gây đau đớn dù chỉ là một chút, kể cả Nhiên có cố tình chạm vào hay sợ nắng ra sao. Tất cả mọi người có mặt tại đó, ngay cả bác sĩ cũng thấy lạ lùng, đúng là chuyện chưa từng xảy ra. Mọi người còn chưa kịp tìm được cho mình một lời giải đáp thì có tiếng la rên rất to của bà sáu nhà bên bà vừa chạy qua nhà nhiên vừa nói ủa đêm qua tôi nằm mơ thấy đứa cháu trai của tôi bị điện giật chết ở ngay đúng chỗ cái nhiên bị làm tôi lo âu thấp thỏm cả ngày hôm nay lo canh chừng nó ai ngờ quá ra cái tiếng la hét khóc lóc ban nãy là cố nhiên hả tiếng la khóc lâu lắm mà tôi không biết ở đâu không bị sao thì may quá rồi. Hây, cảm ơn trời Phật. Thấy lời bà sao cất lên bốn tiếng, cảm ơn trời Phật. Nhiên vẫn đang nằm yên một chỗ để định thần. Nhiên biết rằng lúc đó chính các ngài đã cứu cô khỏi bàn tay tử thần và trong lòng cô trào dâng niềm cảm ơn sâu sắc đến Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật, người đã cứu con. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông Thành Đạt Media, vui lòng không sao chép với mọi hình thức. Tụng chú đại bi, tai qua nạn khỏi trên đèo Bảo Lộc. Lần ấy, tôi bắt xe thành bưởi đi Đà Lạt để giếng chùa. Bây giờ các xe đường dài đều là xe giường nằm, số vé của tôi là 1A gần cánh phải của tài xế. Xe bắt đầu khởi hành lúc 11 giờ đêm. Sau khi ổn định vị trí và đóng tiền cho cậu lơ xe, ai nấy cứ đắp mền và chìm vào giấc ngủ. Riêng tôi, trước khi ngủ thường hay niệm Phật, đọc chú Đại Bi. Cộng thêm đi xe, tôi cũng thường hay niệm danh, quán thế âm Bồ Tát để tâm cảm thấy an toàn. Mệt mỏi vì đường xa, tôi lâm râm niệm Phật được một lúc và thiếp đi lúc nào không hay. Tôi ngủ thật say, đến nỗi quên là mình đang nằm trên xe khách đi Đà Lạt. Bỗng, tôi giật mình thức giấc vì nghe bên tai có tiếng ai đó gọi tôi dậy. Dậy, dậy niệm Phật, niệm chú Đại Bi đi. Và liền đó, bên tai có tiếng ai đọc thần chú, làm tôi bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Tôi nhìn xung quanh thì thấy ai cũng đang ngủ ngáy khò khò. Đến cậu lơ xe cũng nằm cả ra sàn xe mà ngủ. Chỉ còn mỗi một mình bác tài xế đang lèo lái chiếc xe trên con đường cong queo. Lạ thật, ai vừa nói bên tai mình? Hay là xe bắt đầu ôm cua vào đèo bảo lộc thôi kệ ai đã kêu mình vậy cũng được tiếp tục trì chú thôi và tôi trong bộ đồ phật tử màu nâu sẫm ngồi xếp bằng hai tay xoa vào nhau cho đỡ lạnh rồi xoa sơ sơ lên mặt tiếp đó tôi chắp tay ngồi thẳng lưng và bắt đầu đọc chú đại bi Tôi cứ đọc hăng say, mắt thỉnh thoảng nhìn lên kính xe phía trước, thay xe bắt đầu vào khúc ngoặt ngoèo nhất của đèo. Lúc đó khoảng một giờ đêm, sương mù trắng toát. Dù xe mở đèn sáng trưng, nhưng khi hai xe ngược chiều phải gần nhau vài mét, xe này mới thấy rõ xe phía bên kia. Bởi thế, Tôi thấy bác tài xế cứ chồm người ra phía trước mỗi lúc ôm khúc cua để nhìn đường cho rõ. Tôi ngồi phía bên phải, thấp thoáng trong sương, chỉ thấy dãy con lương ngăn mép giật thẳm. Sương mù dày đặc, đục mờ, không thấy rõ đường mà chạy. Bất ngờ, dục ra từ màn sương mù, một chiếc xe chạy ngược chiều lao tới, lù lù như sắp cắm thẳng vào xe tôi đang đi. Trong khoảnh khắc hai xe chuẩn bị đâm sầm vào nhau, tim tôi như rơi ra ngoài. Nhanh như cắt, bắt tài đảo vô lăng, tránh xe đối diện, đầu xe lao sang phải, hướng có bờ giật. Bên trái là xe đối diện lao tới, bên phải là bờ giật thẳm. Trước mặt sương trắng mờ mịt, chiếc xe vẫn vụt tới với tốc độ dung dút còi hai xe rú lên thay cho tiếng la thất thanh. Tôi sợ đến đứng tim, miệng bất giác niệm như hét lên. Cứu khổ cứu nạn quan thế âm Bồ Tát! Chớp mắt, hai xe đã tránh được nhau, không có cái nào rơi xuống giật. Qua khúc cua, bác Tài lách đầu xe qua trái, hướng vào phía bên đường, sát núi, giảm tốc độ lại qua khỏi khúc cua ngoằn ngoèo đó thì đường sáng sủa hơn đường đi cũng dần hiện rõ hai chiều bác tài lúc này cũng lấy lại bình tĩnh trút một hơi thở nhẹ nhõm ông giơ tay phải tự vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vũ xuống sàn liền đó ông ngoảnh mặt qua phải nhìn ra phía sau và thấy tôi tất cả mọi người có thể do mệt hoặc say xe nên vẫn ngủ say. Chỉ có mình tôi dẫn thức, đang ngồi đó chứng kiến từ đầu tới cuối. Thấy bác Tài nhìn qua, tôi liền giơ ngón tay cái lên, y là khen ông giỏi. Ông như hiểu ý và gật đầu đồng cảm với tôi. Tôi xuống xe ở Đức Trọng, Lúc này cậu lơ xe mới thức và cũng không biết chuyện đã xảy ra. Tôi di chuyển dần ra cửa, ngồi ngay bật lên xuống. Dạ không tiếc lời khen ngợi tay lái lụa của bác Tài. Ông chỉ khẽ cười và lắc đầu. Bao nhiêu năm trong nghệ, ông biết không ai dỗ ngực mà ý vào tài của mình được. Trong tức tắc, mọi chuyện đều có thể xảy ra dù là giới tay lái thiện nghệ nhất đã có rất nhiều người tôi rút túi tặng ông hai trăm ngàn ông từ chối không lấy tôi đành nhét cho cậu lơi xe và dặn cậu hãy chia cùng bác tài nhẹ nhõm rời khỏi xe tiếp tục hành trình đi chùa một mình nam mô đại từ đại bi tầm thiên cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng quán thế âm bồ tát. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông Thành Đạt Media, vui lòng không sao chép với mọi hình thức. Trong mơ được bồ tát cứu mạng, Hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe về điều thần kỳ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đã cứu mạng sống của em trai tôi như thế nào. Em trai tôi bị bệnh suy thận mãn 7 năm, đã vào giai đoạn cuối và căn bệnh đó đã di căn qua các bệnh như viêm gan B, phổi, máu có mỡ, vân dân, đều trong quá trình giai đoạn cuối. Em tôi đi đứng không được, từ vệ sinh cá nhân đều do tôi làm cho em hết em gái tôi phải đi vay mượn nhiều nơi nhưng cũng chỉ đủ cho em trai tôi cầm chừng cho mỗi lần chạy thận nhân tạo cuối cùng các bác sĩ ở bệnh viện chợ rẫy đã trả em về vì lý do không chữa được về nhà em trai tôi cũng nằm đó chờ chết chứ đi đứng không được đêm đó em nằm mơ thì thấy mẹ quán thế âm bồ tát ở trong một ngôi chùa ở trà vinh nhưng không biết chắc là ở đâu sáng hôm sau em trai tôi bắt em gái tôi phải thuê xe chở xuống chùa đó em gái tôi phải đành lòng chiều theo ý nguyện của anh trai trước khi mất hai đứa em tôi không hề biết đó là nơi nào vì cũng chưa từng đến trà vinh bao giờ nhưng không hiểu sao em trai tôi chỉ đường đến đó thành thạo như đã quen thuộc từ bao giờ vậy đến nơi các sư cô ra đón tiếp hai anh em nồng hậu cúng bái xong và ở lại chùa tính hôm sau sẽ về đêm đó hai đứa em tôi không ngủ được cứ ôm nhau khóc dưới chân tượng quan thế âm bồ tát và niệm danh hiệu nam mô đại bi quán thế âm bồ tát một hồi, rồi em trai tôi ngủ thiếp đi, còn em gái tôi thấy dậy, không dám gọi dậy, vô trong ngủ. Vì biết, em trai bị căn bệnh đó hành hạ từ lâu không ngủ được, nên giờ để em trai ngủ ở đó luôn. Em trai tôi đang ngủ mơ mơ màng màng, thấy mẹ quán thế âm Bồ Tát hiện về và phun dài giọt nước lên mặt của em tôi đến sáng hôm sau khi chào hỏi xin phép các sư cô ra về tự dưng em trai tôi đứng lên đi bình thường về tới nhà em tôi xin phép gia đình được vô chùa xuống tóc tu luôn cả nhà đồng ý em xuất gia với pháp danh thích hữu dinh tu được vài tháng tự nhiên có các nhà hảo tâm trong đó có hội thiện nguyện từ bi tới thăm hỏi hội đã đứng lên kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ và hỗ trợ giúp em tôi phẫu thuật thay thận bằng thận của tôi. Mọi việc đều suôn sẻ cho ca phẫu thuật của tôi và em trai. Từ xét nghiệm cho tới lúc phẫu thuật là gần 3 tháng, một khoảng thời gian nhanh nhất cho một ca phẫu thuật ghép thận. Sau đó, em tôi vẫn tiếp tục con đường tu tập của mình hiện nay tuy hai chị em tôi sống mỗi người một trái thận nhưng sức khỏe rất tốt qua sự việc này gia đình tôi càng tăng thêm niềm tin sâu chắc nơi đức đại bi quán thế âm bồ tát sự cứu độ của quán thế âm bồ tát đối với mọi chúng sinh không phải là một quyền thoại mà đó là một sự thật rõ ràng và xác quyết ngay trong cuộc sống của chúng ta Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông Thành Đạt Media, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.